chỉ đạo các trường học xây dựng trường học sinh trường hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật với sự chỉ đạo kịp thời của bộ giáo dục và phòng trang điểm và thủ khoa và trường học tiếp tục quản lý trong công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng năm và phòng được trên 200 dự án khoa học kỹ thuật tham gia cấp thành phố và luôn có các dự án đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia và giải
đoàn thanh niên của trường và đông lương thanh niên với kỳ đại đầu tiên của công an trên đường đấy. Vâng, kỳ đại đầu tiên của trường và đông thanh niên. Vâng, sự cổ vũ của thầy cô chú bác mọi người, trường và đông thanh niên. Và các bạn cũng sẽ nhận lời phiếu đánh giá của hội đồng giám khảo, của ban giám khảo với phần thi của mình. Sau đó ăn phiếu đánh giá ấy trở lại với ban tổ chức, trở lại các lời giám khảo để cũng có thể ra ngoài phải đầu tư kỹ. Trong số các bạn thì hoàn toàn là không được ra tay đi vào các số bốn. Đây là đối tượng của số bốn. Số 4 cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ thi sang thứ 4.
của trung học cơ sở Cao Bằng, đồng thời xuất bản và tiêu sản thi đấu vừa qua các tiên can sáu của học viện Vĩnh Nguyên và tiêu sản thi đấu số 4 của các tiên can và sau khi kết thúc cùng với học viện Vĩnh Nguyên và các tiên can thi đấu sẽ chuẩn bị ra sự tham gia của tiên can đón nhận huy chương của khối và tiêu sản thi đấu của học viện Vĩnh Nguyên là thi đấu của trung học phổ thông Tân Trào và những tiền hàng đã được đưa ra đã được đi qua được bao và thành công rồi các em qua đó cũng được và đã sẽ cũng giống chúng ta di chuyển vào khu vực đầu tư vận của các em có thể là những tiền hàng hơn để có được cái đường của các em và được đi đến sớm và tốc độ chúng ta với cái độ cao của lớp là 10 cm và độ rộng là 10 cm cũng đã thành công của tổng thống Tân Trào chuẩn bị qua đường mòn và sự phát triển lớn mạnh của phương tiện giao thông thì đến quan trọng của chúng ta có lẽ sắp tới cũng đang cần rất nhiều sự quyết tâm và xe bao nhiêu lần thì tôi cũng phải tăng lên và làm vô cùng đẹp và qua đường mòn này vừa giải pháp vừa thông mô rồi sau đó qua đường mòn đó để trở về vị trí và đặc biệt là chúng ta có rất cao cũng đã qua được tất cả các giờ và bây giờ là vị trí được trả những kiện hàng cuối cùng trong phần thi của đấu của cô giáo và kiện hàng đầu tiên của Cao Bằng cho học sinh tất cả thành công và kết thúc và còn với kiện hàng thứ hai màu vàng xin mời quý vị cùng
Thank you.
Thank you.
Vâng, thành công. Và sau thời gian vất vả thì TNP của câu lạc bộ Lạc Xuân đấu đá quân nhau và đổ bộ thành công, chuẩn bị vào đến trận đấu cuối cùng để mở trận. Và trong khi đó thì sẽ thi đấu số 1, số 2 và số 3. Và số 4 như những tiền hạng đầu tiên cũng đã trả được vào vị trí. Singer. Và chuẩn bị vào sàn thi đấu số 3 là robot Frick.